Xin sư giảng cho con hiểu rõ về bản chất của tâm sân. Tâm sân có độc và tâm sân không có độc là như thế nào? Con biết có người họ bực bội mình chuyện gì đó thì họ nổi giận ra mặt xong. Thì họ không để bụng, nhưng có người họ tức giận nhưng không biểu hiện ra điều đó, nhưng bên trong lại ngấm ngầm để bụng, rồi chờ thời cơ trả thù, trả đũa, đâm thọc bằng cách này hay bằng cách khác. Hay có người giận ra mặt rồi họ còn để bụng đến nhiều năm sau nữa. Xin sư dạy cho con những biện pháp nhận biết và phòng tránh những đối tượng trên. Con luôn không có cảm giác không an toàn với những người như vậy, và con cũng không an toàn với những người không có giữ giới. Đức Thế Tôn có dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, là nó giống như con rắn đó. Nó có bốn loại rắn độc, đó là gì? Con rắn nó cắn, nó có độc, mà cái độc đó nó chết người, nhưng mà nó phát tác chậm. Chết người mà nó phát tác nhanh. Nó có con rắn độc đó, nó không có chết, nó không có chết nhưng mà nó phát tác chậm. Nó không có chết nhưng mà nó cũng phát tác nhanh, tức là nó tương ứng với có người đó, có bốn loại người ha. Có loại người đó, họ sân, nhưng mà cái sân của họ sân rất là nhẹ nhàng. Cũng có người đó, họ sân nhưng mà cái sân của họ rất là dữ dội. Nó tương ứng với cái con rắn độc mà nó có chết người hay không chết người ha. Nó có hai kiểu sân. Rồi cái kiểu phát tác, nó có hai kiểu phát tác. Một là phát tác tại chỗ rồi xong. Hai là kéo dài. Thì có tương ứng, nó có bốn loại người như vậy, tương ứng với bốn loại rắn độc. Hoặc là như cũng trong Tăng Chi chương ba pháp Đức Thế Tôn dạy đó, có ba cái kiểu viết chữ. Đó là gì? Viết chữ ở trên đá, viết chữ ở trên đất và viết chữ ở trên nước. Viết chữ trên đá thì không có tan, nhưng mà viết chữ trên đất á, thì nó tan nhưng mà nó lâu, rất là lâu. Còn viết chữ trên nước á, thì nó không có để lại cái dấu vết gì hết. Tương ứng với những người đó, họ giận nhưng mà kiểu mà thù hằn, họ thù hằn rất là sâu và họ không có bỏ qua. Ha. Rồi cái kiểu thứ hai á, là tương ứng với kiểu họ cũng có thù hằn á, nhưng mà theo thời gian trôi qua thì dần dần họ cũng nguôi ngoai. Còn kiểu thứ ba là cái kiểu thánh nhân, tức là không có giận hờn gì ai chứ không. Thì làm sao để mà nhận biết những con người này? Xin thưa là mình phải sống chung mình mới biết được. Phải sống chung mới biết được. Có những người đó mà nếu mình không sống chung đó, mình nhìn mặt ngoài mình thấy họ rất là dễ thương, nhưng mà ở chung rồi mới biết là họ ai cũng có những cái tật xấu. Cái quan trọng là mình có thể chấp nhận được nó hay không, nhưng mà phải sống chung với nhau mới biết được. Chứ còn nhìn bên ngoài ấy, thì rất là khó biết. Tại vì sao? Bởi vì thứ nhất là mình không có thần thông ha, biết mà mình không có thần thông. Thứ hai là mình không phải cha mẹ họ hoặc là vợ chồng của họ, mà họ nhích một cái là mình biết họ nghĩ cái gì. Cho nên chỉ có sống chung thôi. Còn nếu như mà không được như vậy thì mình nên đối xử với mọi người bằng tâm từ là tốt nhất. Khi mình mở miệng hoặc là mình cư xử với ai thì mình đều cư xử với họ bằng tâm từ. Còn bản thân của họ đó, họ có phiền muộn mình cái vấn đề gì hay không, họ có khó chịu mình về cái vấn đề gì hay không, họ có ghét bỏ mình về cái vấn đề gì hay không, thì đó là chuyện của họ.
Nhớ dùm ngài Phú Lâu Na ngài có nói khi Thế Tôn hỏi về mà ngài đi hoằng pháp, ngài trả lời với những ai á, với những ai mà mắng ngài á, với những ai mắng ngài thì ngài hoan hỷ vì ngài thấy là họ vẫn còn rất là hiền thiện, bởi vì họ không có đánh mình, nên họ không có đánh ngài, vậy là tốt rồi. Ai mà chửi mình không có đánh mình là họ rất là tốt rồi, bởi vì họ không có đánh. Nhưng mà bây giờ mình thêm một cái bước nữa, thêm cái bước nhẹ hơn nữa, tức là gì? Ai họ ghét mình mà họ không có chửi mình, họ không có chỉ mặt mình, họ không có chửi mình, họ chỉ đơn giản họ không ưa mình thôi, vậy đã tốt rồi, bởi vì họ không có chửi mình. Nhưng nếu như ai có chửi mình thì theo tinh thần của ngài Phú Lô Na thì họ vẫn còn rất là hiền, bởi vì họ không có đánh mình. Mà nếu như ai mà có đánh mình thì cũng theo tinh thần ngài Phú Lô Na, tức là gì, họ không có chém mình là mừng rồi, tức là họ đánh thì họ đánh nhưng mà họ không có chém, mừng rồi. Còn nếu ai mà họ chém mình thì nghĩ là họ cũng còn hiền chán, tại vì dù sao họ cũng còn tha mạng cho mình, họ không có giết mình. Còn nếu như mà ai đó giết mình thì mình suy nghĩ cái đời sống này nó vốn dĩ nó là đau khổ, thì giết mình thì mình được giải thoát thôi chứ có cái gì đâu. Cho nên là họ cảm ơn họ vì nhờ họ mà họ giải thoát mình khỏi cái đau khổ của cái đời sống này. Thành ra nếu như mà kẹt quá thì học theo tinh thần của ngài Phú Lô Na. Đương nhiên là cái đó phải áp dụng kìa, phải làm, chứ còn nói suông nó không được. Còn muốn biết được ai là người như thế nào thì như sư nói, phải một là sống nhiều, có cái nhìn nhiều, thì mình trải, gọi là trải đời nhiều á, thì cái cặp mắt của mình nó sẽ tinh tường hơn. Hai là phải sống chung với người ta thì mình mới biết được cái tâm tánh của họ như thế nào. Nhưng mà tốt nhất là mình vẫn nên cư xử với mọi người bằng cái tâm từ. Còn họ, cái thái độ của họ đối với mình như thế nào á thì đó là việc của họ, nhưng mà dù sao thì họ vẫn còn hiền chán.